nóng, huấn luyện viên Kim Sang-sik chốt xong trợ lý ở đội tuyển Việt Nam. Ngày 3 tháng 5, STN thành viên Hàn Quốc dẫn thông tin độc quyền khẳng định huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chọn cựu đồng đội ở tuyển Hàn Quốc là Choi Won-kwon. Người vừa từ chức huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Daegu hôm ngày 19 tháng 4 vào ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Theo STN thành viên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã đạt thỏa thuận thuê huấn luyện viên Kim Sang-sik, 48 tuổi, cựu tuyển thủ Hàn Quốc, làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam theo hợp đồng kéo dài tới 2026. Hợp đồng chính thức được đôi bên ký kết, công bố trong ít ngày tới. Đáng chú ý, STN thành viên dẫn thông tin độc quyền cho biết huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chốt xong trợ lý cùng đồng hành tại đội tuyển Việt Nam. Đó là Choi Won-kwon. Ông Choi Won-kwon sinh 1981, từng là tuyển thủ U23 và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong hai năm 2003 đến 2004. Đây cũng là thời gian mà ông Kim Sang-sik đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Cả hai cùng chơi sở trường là hậu vệ hoặc tiền vệ phòng ngự. So với ông Kim, sự nghiệp cầu thủ của ông Choi không nổi bật bằng. Song cả hai có điểm chung là khởi đầu sự nghiệp huấn luyện tại đội bóng cũ. Theo đó, ông Kim giải nghệ năm 2013 tại câu lạc bộ Zonbert và chuyển sang làm trợ lý ngay ở mùa giải kế tiếp. Còn ông Choi nắm quyền huấn luyện viên trưởng Daegu FC từ tháng 11 năm 2022. Sau 3 năm, 2013 đến 2016, thi đấu cho đội bóng này. Ngày 19 tháng 4 vừa qua, ông Choi xin từ chức tại Daegu FC vì thành tích kém cỏi của đội, xếp. Ngày 12 tháng 12, đội sau 9 vòng đấu giải vô địch quốc gia Hàn Quốc. Bên cạnh huấn luyện viên trưởng, danh tính trợ lý chuyên môn người được ví như cánh tay phải được đánh giá rất quan trọng ở đội tuyển. Thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo trước có đóng góp to lớn của trợ lý Lee Jang-jin, trong khi thất bại của huấn luyện viên Philippe Chaucer được trong một phần vì không có trợ lý tốt.